Alo, xin chào tất cả bạn. Chào mừng tất cả bạn đã đến với chuỗi livestream luyện thi FE Topic của Trung tâm Ngoại ngữ Coralink. Trong cái chuỗi livestream này thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn tổng quan toàn bộ cái bộ đề thi FE Topic cũng như là sẽ đưa những cái tổng hợp lại những cái kiến thức và đưa những cái kiến thức đó vào trong đề thi để cho các bạn có thể tự tin hơn, bình tĩnh hơn để chúng ta để cho chúng ta bước vào kỳ thi FE Topic sắp tới. Là kỳ thi năng lực tiếng Hàn dành riêng cho những bạn có mong muốn xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Và để sang được Hàn Quốc thì chúng ta cái bước mà bước qua được cái kỳ thi FE Topic là cái bước quan trọng nhất và cũng như là khó khăn nhất. Thì trong cái bước quan trọng này thì cô và trung tâm tiếng Hàn Coralink luôn sẽ luôn đồng hành cùng với các bạn. Chuỗi livestream này cô sẽ mang đến cho các bạn các cái dạng đề thi trong đề thi FE Topic và cái thứ hai là định hướng giải đề. Wow. Định hướng giải đề để cho chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn, giải đúng trúng vào đề thi, đúng không nào? Để cho chúng ta chọn được đáp án đúng nhất. Định hướng giải đề là như thế nào và định hướng giải đề thì chúng ta sẽ định hướng như thế nào, đúng nào? Định hướng giải đề là chúng ta sẽ tìm phương án cho từng dạng đề thi khác nhau, đúng không? Mỗi dạng đề thi thì chúng ta sẽ có cái cách làm bài riêng, đúng không? Và tư duy giải đề, đúng không? Tất nhiên là khi đi học thì hoàn toàn chúng ta không thể học được 100% đề thi giống giống như 100% đề thi. Vậy thì việc tư duy giải đề này cực kỳ quan trọng, đúng không? Tùy vào từng đề thi, tùy vào từng từng bài thì chúng ta sẽ có cái cách tư duy đề khác nhau để chúng ta có thể đi đến cái việc là chọn được một phương án đúng nha. Và có sẽ giới thiệu cho các bạn những cái tip tip làm bài là gì, đúng không? Tip làm bài ta hay còn gọi là những cái mèo, đúng không? Cái mèo làm bài, đúng không nào? Mèo làm bài để cho chúng ta khi chúng ta có những cái ngữ pháp khó này, những cái ngữ pháp khó nhớ này, những cái từ vựng khó nhớ này thì chúng ta sẽ có những tip riêng để chúng ta nhớ, đúng không nào? Khi mà chúng ta biết được các cái dạng đề thi khác nhau thì để làm gì, đúng không? Biết được đề thi để làm gì, đúng không nào? Biết được đề thi để chuẩn bị kiến thức thật tốt, chuẩn bị kiến thức đúng, trúng và đủ. Đúng, trúng và đủ. Chúng ta học đúng, trúng và đủ cho dạng đề cả cái đề thi. Chúng ta không bị mất thời gian học lan man quá nhiều ra khỏi cái tâm của đề thi, đúng nào? Và chúng ta cũng không học bị thiếu mất kiến thức để đi thi. Cái thứ hai là biết được rằng đề thi để chia thời gian làm bài một cách hợp lý nhất, đúng nào? Các bạn thân mến, là từ năm 2019 đến nay thì đã có cái sự thay đổi về hình thức thi từ việc thi trên giấy chuyển sang hình thức thi trên máy tính. Đối với phần tịch ký hay còn gọi là phần nghe hiểu thì chúng ta không thể mà phân chia được thời gian làm bài. Tuy nhiên đối với phần ịch ký thì chúng ta hoàn toàn có thể phân chia được thời gian làm bài. Đúng nhờ? Hoàn toàn có thể phân chia được thời gian làm bài. Chúng ta phân chia thời gian làm sao cho phù hợp với cái kiến thức của mình này, phù hợp với cái thời gian mà đề bài yêu cầu. Đúng nào? Vậy để có thể làm được như thế thì chúng ta trước tiên là phải có cái nhìn tổng quan hơn, biết được tất cả cái dạng đề thi trong 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 cái đề thi FE Topic, đúng nào? Năm 2019 đến nay đã có rất là nhiều cái sự thay đổi. Ngoài cái việc hình thức thi là từ thi trên giấy chuyển sang thi trên máy tính thì cái bộ câu hỏi của đề thi cũng đã có cái sự thay đổi. Từ việc là đề thi có 50 câu, 25 câu đọc hiểu và 25 câu nghe hiểu thì bây giờ giảm xuống chỉ còn lại 40 câu, 20 câu đọc hiểu và 20 câu nghe hiểu. Nhờ này, 20 câu đọc hiểu. Trong cái bài livestream ngày hôm nay thì cô sẽ mang đến cho các bạn là 20 câu phần toàn bộ cái dạng đề thi của phần đọc hiểu bao gồm 8 dạng đề thi. Đó. Ta đi cái dạng đầu tiên, dạng 1, từ câu 1 cho đến câu 2. 그림은 보고 안 맞은 단어나 문장을 고르십시오. Nhìn vào bức tranh và lựa chọn từ vựng hoặc câu vắn đúng. Đúng chưa? Vậy bây giờ đọc đề thì nó hơi hơi hoang mang một tí đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ có cái phần hình dung đề như thế này nhé. Trong cái dạng đề 1 này thì chúng ta sẽ đề bài sẽ cho chúng ta một cái bức tranh và chúng ta sẽ phải tìm cái đáp án để ví dụ như là bức tranh chỉ về đồ vật này
Hoặc là bức tranh đang mô tả một cái hành động này, đúng không ạ? Hoặc là một bức tranh có số lượng về đồ vật hoặc là số lượng về về động vật hoặc con người. À, đấy, dạng một này chiếm 10 điểm trên tổng số 200 điểm của cả phần ích kỷ và phần phần tự kỷ. Được chưa nào? Đấy, chúng ta sang dạng 2. Dạng 2 là từ câu 3 cho đến câu 4. Bạn thấy là ở đây tuy là có hai câu, câu 3 và câu 4, nhưng ở đây cô lại có tới tận 3 dạng câu, đúng không? Ở cái dạng 2 lớn này thì nó chia thành 3 cái dạng câu nhỏ, đúng chưa? Chúng ta có nào. Dạng nhỏ, dạng đầu tiên của dạng 2. Tham mưu thần thần nó khoản kể nên ống nên có sinh của sinh nỉ cả. Đúng chưa? Cái mà có quan hệ hoặc không có quan hệ với cái từ vựng đã cho là gì, đúng không? Ở đây cô mô tả một chút về đề nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là đề bài sẽ cho chúng ta một từ vựng hoặc một số từ vựng và có bốn đáp án, thì chúng ta sẽ phải chọn cái đáp án, chọn cái từ vựng mà có hoặc không có sự liên quan tùy thuộc vào đề bài nha. Này, tiếp theo. Mít trên phụ phần qua phần đề thuế nên từ xin khả xin có sư của dự xịp xìu. Lựa chọn cái mà mang nghĩa trái đối lập với cái thành phần được gạch chân. Đúng chưa? Hay là tìm từ đối nghĩa. Đấy. Dạng nhỏ thứ ba. Mít trên phụ phần qua phía sư than từ xin khả xin có sư của dự xịp xìu. Lựa chọn cái mang nghĩa giống với cái bộ phận được được gạch chân. Vậy hay còn gọi là đề thi tìm từ đồng nghĩa. Bạn thân mến, thì từ năm 2019 trở về trước, cái dạng đề tìm từ đồng nghĩa và tìm từ trái nghĩa này chỉ có trong đề thi của lao động về nước, tức là hình thức CBT. Tuy nhiên thì từ năm 2019 đến nay thì cái phần tìm từ đối nghĩa và tìm từ đồng nghĩa này đã được bổ sung cho những cái bạn đi thi mới. Bạn lưu ý, đây là hai cái dạng đề thi rất mới mà từ năm 2019 mới áp dụng vào đề thi cho những cái bài thi mới các bạn nhé. Đấy. Các bạn đã kịp ghi lại chưa nhỉ? Nếu như các bạn chưa kịp ghi lại thì các bạn có thể là kết thúc livestream này hoặc là bây giờ các bạn đã có thể nhắn tin cho trên fanpage của tiếng Hàn của Linh thì cô sẽ gửi cho, sau khi kết thúc livestream này thì cô sẽ gửi cho các bạn cái tổng quan tất cả các dạng đề thi này. Nha. Đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ có dạng 3, dạng từ câu 5 cho đến câu 8, khoảng 4 câu, đúng không? Chiếm khoảng 20 điểm trên tổng số 200 điểm của cả phần ích kỷ và phần tự kỷ. Chúng ta xem đề như thế nào nào. Pin khăn nè, thử đo khăn khá trang án mà xin có sư của rồi xịp xìu. Lựa chọn cái mà đúng nhất để điền vào chỗ trống. Để điền vào chỗ trống. Đấy. Vậy thì ở đây với cái dạng đề này thì chúng ta sẽ có đề bài là có một văn và trong đó thì sẽ khuyết đi một đoạn, khuyết đi một một chỗ và cái chỗ trống đó thì chúng ta sẽ phải tìm cái từ ở trong đáp án này và điền vào. Và các bạn lưu ý là trong dạng 3 này hầu như là sẽ có bốn từ vựng khác nhau. Bốn. Tiếp theo, chúng ta có dạng 9 đến dạng 12, khoảng 4 câu, đúng không? Tham ơn xin muốn cho cái câu hỏi, là như nào? Cho câu hỏi. Vậy ở đây chúng ta hình dung đề một tí các bạn nhé. Chúng ta hình dung đề một tí nào. Ở đây đề bài có thể là cho chúng ta có biển báo này, hoặc là biểu đồ này, đúng không? Hoặc là dạng thông báo, hoặc là dạng đơn thuộc và cũng có thể là một đoạn văn ngắn. Và yêu cầu chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng cho cái câu hỏi mà đề bài được đưa ra. Vậy thì ví dụ như cô lấy ví dụ như ở trong một cái thông báo nào đó mà có địa điểm như thế nào, thời gian như thế nào thì họ có thể hỏi các cái thông tin trong cái thông báo đó. Được nhỉ? Dạng này chiếm 20 điểm trên tổng số 200 điểm của cả phần ích kỷ và phần tự kỷ. Nha. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ vào dạng dạng 5. Dạng 5 trong đề thi, chúng ta sẽ xem nào, từ câu 13 cho đến câu 14, hai câu, đúng không ạ? Vì thế nó sẽ chiếm khoảng 10 điểm trên tổng số 200 điểm của bộ đề thi. Chúng ta đọc xem đề bài như thế nào nào. Pin khăn nè, thử đo khăn khá trang án mà chân khó sư cổ rửa xịp xìu. Nhạ. Này, các bạn thấy quen không ạ? Nó, nếu mà nói về dạng đề thi thì nó hoàn toàn giống với là dạng đề thi thứ ba. Được nhạ. Các bạn thân mến, chào tất cả bạn.
À, các bạn đã kịp ghi những cái dạng mà vừa rồi cô đưa lên đấy chưa nhở? Đấy. Bạn nếu như mà các bạn có giấy bút để ghi vào chưa? Đấy, xin chào tất cả bạn, chào bạn Nguyễn Công. À, chào bạn Sơn Nguyễn. Đó. Dạ. Rồi, để đi tiếp nhá. Pin간에 들어간 가장 안 맞은 것은 고르십시오. Lựa chọn cái đúng nhất để điền vào chỗ trống, đúng nào? Vậy thì nếu như mà chúng ta nhìn đề thì chúng ta sẽ thấy là nó hoàn toàn giống với răng ba. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta sẽ lại phải có một cái. Tại sao họ lại phân ra? Tại sao cô ở đây cô lại phân ra hai dạng khác nhau? Đúng không? Tại sao như thế nhỉ? Bởi vì các bạn sẽ thấy cái sự mô tả đề ở đấy nhá. Đáp án sẽ có hai đồng hoặc tính từ và thậm chí chỉ có một đồng tính từ. Tuy nhiên lại gắn với các ngữ pháp khác nhau các bạn nhé. Vậy là các bạn sẽ thấy một cái điểm rất chi là khác, rất chi là mới trong các cái bộ đề thi trước đây, đúng chưa? Rồi các bạn lưu ý cho cô cái dạng này. Vậy là các bạn thấy là từ năm 2019 đến nay thì các cái dạng đề thi đã yêu cầu cao hơn về cái sự hiểu biết cũng như là về cái kiến thức tiếng Hàn của các bạn, đúng không? Đấy. Ví dụ cô nói ở trong cái câu này họ cũng cho cái động từ là bần, tuy nhiên thì họ gắn ví dụ như nếu bần thì này, đúng không? Vì bần nên này, đúng giờ, hoặc là chúng ta nói là bần nhưng mà sau đó, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải chọn một cái ngữ pháp mà có thể nói là bỏ vào cái chỗ trống đúng nhất cho cái phương án đó. Nha. À, nè lần si ăn nha xeo à, chưa nào, chúng ta đi tiếp sang 6 các bạn nào. À, giang 6 từ câu 15 cho đến câu 16, hai câu đúng không? 15, 16 chiếm 10 điểm trên tổng số 200 điểm của đề thi. Nhờ. Tham khứ rin lịch cô mua xe thể hàn khứ rin chi cổ đọc đoạn văn sau đây và lựa chọn cái câu văn mà nói về cái ý nghĩa, hay còn nói cách khác là đoạn văn mà đang nói về cái gì, đúng nào? Đối với cái dạng này thì chúng ta sẽ thấy là bộ đề thi sẽ cho chúng ta một cái đoạn văn ngắn và yêu cầu chúng ta sẽ phải nắm được trọng tâm của cái đoạn văn. Lưu ý là nắm trọng tâm của đoạn văn các bạn nhé. Đấy. Đoạn văn đang nói về cái việc gì, đang đề cập cái vấn đề gì, cốt lõi của đoạn văn đó. Được nhá. À, cô có từ mới chuyên chủ yếu dùng trong đi thi không ạ? À? Thì các bạn thân mến, là trung tâm tiếng Hàn Cora Linh đã có cái xuất bản cái quyển sách từ vựng, là cái quyển từ vựng mà có thể nói là trọng tâm của cái phần từ vựng đi thi của kỳ thi FA Topic cũng như là cả cái tổng hợp về ngữ pháp ở phía sau sách này và cả cái động từ bất quy tắc cũng có ở sau này. Các bạn có thể tham khảo cái bộ sách của trung tâm tiếng Hàn Cora Linh nhé. Nhờ. Các bạn hỏi về 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 cái phần từ vựng thì các bạn có học học chỉ cần học trong cái quyển sách từ vựng từ mới mà trung tâm viết ra thì các bạn hoàn toàn đã có thể làm chủ được phần từ vựng. Tiếp theo chúng ta sang dạng 7, câu 17, câu 18 chiếm 10 điểm trên tổng số 200 điểm của bộ đề thi. Thế nào? Ta xem đề thi là gì nhá. Tham khứ rin lịch cô, nội dung quá khác thân, thả rin, hẳn xu ý nên, 아닌 잘못하는 것은 고르십시오. Đúng chưa? Đọc đoạn văn ra lựa chọn cái mà giống này, giống với nội dung này, đúng không? Khác nội dung này, việc mà có thể làm, việc mà không thể làm, cái không phải là hoặc là cái việc không thể thực hiện, đúng chưa? Vậy là ở đây chúng ta sẽ thấy là đối với dạng 7 này có khá là nhiều yêu cầu, đúng không? Sẽ tất nhiên là mỗi bạn sẽ gặp một yêu cầu thôi, nhưng mà đối với dạng bài này thì nó rất là biến hóa trong cái việc ra đề thi, nên là các bạn lưu ý ở cái phần này, được chưa nào? Đấy. Theo chúng ta có nào, dạng 8, dạng cuối cùng của đề thi từ câu 19 ra đến câu 20 chiếm 10 điểm trên tổng số 200 điểm của chúng ta, được chưa nào? Ta xem đề thi nhá. 다음은 선명에 안 맞은 어휘를 그림은 고르십시오. Nhờ lựa chọn bức tranh hoặc từ vựng đúng cho cái lời giải thích. Đấy, cái đề thi này, cái phần thi này là một cái phần thi cũng rất mới mà từ năm 2019 trở về trước không có các bạn ạ. Đấy. Vậy thì
Một số bạn khá là bỡ ngỡ khi vào phòng thi. Tuy nhiên thì đối với học sinh của trung tâm tiếng Hàn của Gia Linh thì khi mà các bạn đã được ôn thi trong vòng từ 1 tháng cho đến 2 tháng thì cái việc đối với cái dạng đề thi này thì các bạn cũng đã được làm quen rất là nhiều rồi, đúng nào? Chúng ta sẽ xem cái sự hình dung đề của cái dạng này là như thế nào nhá. Ở đấy đề thi sẽ có một cái đoạn văn miêu tả về công dụng của một đồ vật, một loại máy móc nào đó mà trong cái đáp án thì có thể là dạng hình ảnh, cũng có thể là dạng từ vựng của cái đồ dùng đó. Tuy nhiên là các bạn phải xác định được là cái đồ dùng mà họ đang miêu tả là gì. Được chưa nào? Đang miêu tả là gì? Đấy. Thì cái dạng đề thi này là cô nhấn mạnh lại một lần nữa. Đấy cũng là một cái dạng đề thi rất mới cho chúng ta. Được chưa? Bây giờ chúng ta tiếp tục nhau. Vậy là các bạn đã trải qua, các bạn vừa cô vừa giới thiệu cho các bạn về 8 dạng đề thi thường gặp, cũng như là 8 dạng đề thi mà theo như 8 dạng đề thi mà có trong kỳ thi FA Topic nha. Vậy trong cái buổi livestream này, sau khi mà cô đã mang đến cho các bạn tổng quan về các dạng đề thi rồi thì tiếp sau đây thì cô sẽ đi vào chi tiết của dạng 1. Dạng bài 그림을 보고 안 맞은 단어나 문장은 고르십시오. Nhờ, nhìn vào bức tranh và lựa chọn từ vựng hoặc câu văn đúng. Nhờ. Thế thì ta đi lại nhá, ta xem lại một chút về cái dạng đề thi này nhá. Dạng đề thi này cố nhắc lại là nó sẽ có một cái bức tranh và nó yêu cầu chúng ta sẽ tìm một cái từ vựng đúng cho đồ vật này, hoặc là một câu văn đúng cho cái hành động được miêu tả trong bức tranh, hoặc chúng ta sẽ tìm một cái phương án đúng cho cái số lượng mà bức tranh đã đề ra. Nha. Đấy, vậy thì để làm tốt cái phần này, để làm tốt cái dạng đề đề một này thì yêu cầu trong cái phần phần này thì kiến thức của chúng ta cần cái gì? Đúng không ạ? Trước hết là đối với cái dạng yêu cầu là chỉ cái hành động này thì chúng ta sẽ ôn lại một chút về ngữ pháp cô ý ta, ngữ pháp đáng. Và đối với về phần số lượng này thì chúng ta sẽ ôn lại một chút về phần lượng từ và một số về số thuần Hàn cũng như là cái phần lượng từ các bạn nhé. Đấy. Và đi vào phần đầu tiên là phần ôn tập về số thuần Hàn. Rồi, chúng ta cùng nhau ôn lại một chút về số thuần Hàn các bạn nhé. Nào, các bạn cùng với cô đọc cùng nhau xem nhé. Giống 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 자, 열, 스물, 서른, 마흔, 쉰, 예순, 일, 여든, 아흔, 와, 백. 자, 자, 반. 나이. Vậy thì để ghép được các cái số lớn hơn 10 thì chúng ta có thể là ghép các cái số tròn trục vào với các cái số hàng đơn vị từ 1 cho đến 9. Ví dụ như cô ghép từ 10 cho đến 19 nhá. Cô sẽ có là 11, đúng không? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Chúng ta sẽ thu được các cái số từ 10 cho đến 11 cho đến 19. Tương tự như thế thì các bạn cũng có thể ghép các cái số khác nhau. Các bạn lưu ý một ở đây chúng ta sẽ thấy là số 100 cô đang dùng là phép. Vậy các bạn sẽ thấy là nó hoàn toàn giống với số Hàn Hàn đúng không? Vậy thì ở trong bảng số thuần Hàn chỉ ghép được đến số 99, A hưng A hộp. Và bắt đầu từ số 100 thì chúng ta sẽ sử dụng số Hàn Hàn. Có một cái lưu ý nhỏ ở đây, nó là đối với các cái số từ là 1, 2, 3, 4, 20. 하나, 둘, 셋, 넷, 스물. Khi nó gặp lượng từ, và lưu ý là khi nó gặp lượng từ, ví dụ như cô có ở đây cô có các cái lượng từ là xí, chán, trắng, miếng, sải, đúng nhờ? Thì các cái số này sẽ có một cái sự biến đổi nhờ. 하나 sẽ được viết là hẳn xì nhờ. 둘 sẽ là tu xì. 셋 xê xì, nết, nế, nhờ, sư mù, nhờ. Vậy là ở đây các bạn sẽ thấy là Hana sẽ biến được được viết là han, con tư, túi, xếp, nết và sư mù có một đặc điểm chung là chúng sẽ bị lược bỏ phần bắt chim đi. Đúng không ạ?
Đấy, nếu có nói là chị cơm hắn si im nỉ đà, bây giờ là 1 giờ đúng không? Túng sẽ nghĩ sư mua xà im nỉ đà, em tối 20 tuổi đúng không? Tiếp theo, chúng ta sẽ ôn lại cái phần bảng lương tư nha. Bạn thân mến, là ở đây bảng lương tư thì cô đang tổng hợp lại toàn bộ cái lương tư mà sử dụng với số thuần hàn, sử dụng với cái số mà chúng ta vừa mới ôn tập xong ấy. Đấy nha, chúng ta xem lại một chút nhá. Chúng ta có lương tư kế cái quả này nha. Tiếp theo té cái mà răng lớn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có các cái thiết bị điện tử này, các loại máy móc này, và lưu ý đối với răng té này, đối với lương tư té này, ta còn có thêm phần là nhạc cụ nữa các bạn nhé, nhạc cụ. Đấy, vậy là nhạc cụ, ví dụ đàn piano này, đàn guitar thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái lương tư té được nhá. Theo chúng ta có thùng, thùng. Thùng thì rõ ràng là chúng ta biết là ví dụ như thùng sơn chẳng hạn thì chúng ta dùng thùng thôi đúng không? Tuy nhiên ở đây các bạn lưu ý cho cô là chúng ta có thêm phần su bạc dưa hấu đúng không? Su bạc dưa hấu hoặc là phé chu cải thảo thì chúng ta cũng sử dụng là lương từ thùng. Đấy là một điểm rất là đặc biệt ở trong cái phần lương từ này. Và lưu ý nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có pol bộ, bộ ví dụ bộ hanh bốc này, bộ chống trang, bộ hanh bộ vẹt đúng không ạ? Đấy, sal tuổi, Mari con, ví dụ ta chỉ con gà, con mèo đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái lượng từ Mari. Như nào? Tiếp theo là chúng ta có lượng từ kuru. Kuru là cây, nhưng mà lưu ý với các bạn ở đấy là cây, gốc cây các bạn nhé. Gốc cây, ví dụ gốc cây xoài, gốc cây cám ở nhà của ta ấy, được chưa? Khen, lon, lon thì là để chỉ cái dạng lon của cá mà chúng ta hay uống ấy. Nhờ. Tiếp theo, khéo lê cặp đôi, ở dưới này cô cũng gọi là chặp cặp đôi. Vậy thì sự khác nhau giữa hai cái lượng từ này ra sao? Ai có ai biết sự khác nhau giữa hai cái lượng từ này không, có thể comment vào đấy cho cô nào. Các bạn có thể là tham khảo thêm một số cái lượng từ nữa. Đấy là cô chỉ mới là sử dụng một số cái lượng từ thôi các bạn ạ. Đấy, các bạn cố gắng học thêm nhá. Chúng ta đi tiếp nhá. Có bạn nào biết sự khác nhau giữa hai cái lượng từ khéo lê và chặt không? Khéo lê và chặt khác nhau ở chỗ nào không ạ? Nó có hai lượng từ là đều chỉ là cặp đôi. Có ai biết lượng từ không? Sự khác nhau giữa hai lượng từ này không? Có thể giải thích ở cho cô dưới phần comment này nào. Khéo lê cặp đôi. Lưu ý với cô cặp đôi khéo lê khi chúng ta sử dụng các cái cặp đôi có cái tính chất trái phải. Ví dụ như là đôi giày này, đôi tất này, đôi găng tay này thì chúng ta sẽ sử dụng khéo lê. Nhưng mà đối với cái dạng chặn này thì sử dụng cho dạng cặp đôi mà không phân biệt trái phải. Ví dụ đôi đũa chẳng hạn, đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái chặn này nhá. Vậy các bạn lưu ý rồi, có cái phần khí này lại nhá. Này, tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp cái phần từ vựng, phần lượng từ tiếp theo là trang. Trang là trắng, là tờ, là tấm. Khi cô sử dụng nhớ vé xem phim này đúng không, khi cô sử dụng nhớ tờ báo chẳng hạn thì chúng ta sẽ sử dụng phần trang, sử dụng lượng từ trang nhá. Tiếp theo chúng ta có charu. Charu là chiếc. Chiếc này thì lưu ý với các bạn là cả cái dụng cụ có cán. Có cán. Có cán các bạn nhá. Ví dụ như cô lưu ý là ví dụ cô lấy ví dụ như là cuốc này, xẻng là những cái vật dụng mà có cán dài, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái lượng từ chả rú. Và mà lưu ý là chúng ta ở đây có thêm phần bút, ví dụ bút chì, bút bút chì và thước thì chúng ta cũng sử dụng cái lượng từ chả rú. Được chưa? Si, giờ, si can cũng là giờ, đúng không? Nhưng mà sự khác nhau ở đây là gì nhỉ? Sự khác nhau ở đây là, si thì chỉ mốc thời gian, còn si can thì chỉ khoảng thời gian. Đấy. Khoảng mốc thời gian, ví dụ cô nói là xế si tức là 3 giờ, còn xế si can tức là 3 tiếng đồng hồ. Được chưa nào? Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có lượng từ tal, số tháng. Tung tòa dãy nhờ. Che ngôi nhà. Pyong bình chai nhờ. Cứ rực khung kỳ. Cứ rực là chỉ bát bắt cơm, bát được nhờ. Con khung kỳ là chỉ bát mà đang đựng cơm ấy mà, được nhờ. Lưu ý cho có hai cái lượng từ này rất là khác nhau đấy các bạn nhá. Đấy. Miếng và pun. Miếng là người, còn pun là vì ngài. Vậy là chúng ta sẽ có lượng từ pún là lượng từ kính ngữ của lượng từ miêng. Được chưa nào? Khi mà chúng ta ví dụ chúng ta chỉ là khách hàng này hoặc là son sen nim. Đấy, son sen nim là
thầy cô đúng không? Thì chúng ta cũng sử dụng cái lượng từ pull mà không sử dụng lượng từ miếng. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có lượng từ cuốn, tức là cuốn, quyển, khi mà chúng ta chỉ cái số lượng về sách, đúng không? Chán, tách, chén, ví dụ cô muốn chỉ là tách cà phê, chén rượu, chén trà, đúng không? Thì cô sẽ sử dụng lượng từ chán. Tiếp theo cô có súng nghi, chùm bóng nải. Ở đây, súng nghi chùm bóng nải, tức là chùm nên chúng ta có chùm nho, đúng không? Bóng thì chúng ta có bóng hoa và nải thì chúng ta có nải chuối, đúng không? Cuối cùng là chúng ta có lượng từ chọc, chiếc, chỉ, số, tàu, thuyền, đúng không? Nó cái chọc này thì khá là ít sử dụng, nhưng mà nếu như mà các bạn đi thi mà gặp cái chọc này, các bạn phải chắc chắn nhớ cho cô nhá. Sau cái buổi livestream này thì các bạn chắc chắn phải nhớ cho cô là chọc là số lượng tàu, tàu thuyền, được nha. Trong tiếng Hàn thì được sắp xếp như sau: sắp xếp danh từ rồi đến số từ và sau đó là đến lượng từ để chỉ cái cùng danh số lượng, được nha. Bây giờ ví dụ như cô có ví dụ là cô nói là ba con mèo, thì bạn sẽ thấy là gì ạ? Ở đây chúng ta sẽ có ba là số lượng hay còn gọi là số từ, đúng không? Con là lượng từ và mèo ở đấy là danh từ. Thì áp dụng vào cái cấu trúc mà cô đưa ra ở trên thì chúng ta sẽ viết được là Koyangi se mari, ba con mèo, được chưa nào? Này. Rồi vậy để nói là ba con mèo thì chúng ta sẽ nói là gì ạ? Koyangi se mari imnida, được chưa nào? Và để nói là tôi có ba con mèo hoặc là trong bức tranh có ba con mèo thì chúng ta sẽ nói là 고양이가 세 마리 있습니다. 그냥 고양이가 세 마리 있습니다. Rồi, ở đây cô sẽ có ba ví dụ như sau. Ví dụ 1, 5 quyển sách. Các bạn viết cho cô câu là tôi là 5 quyển sách nữa. Lưu ý nào. Nào lưu ý nào, nhìn vào đây cho cô nào. Khi mà chúng ta nói imnita thì chúng ta sẽ không sử dụng ika. Đấy nhờ. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta nói có isumita thì chúng ta sẽ có ika ở đây các bạn này. Vậy là chúng ta sẽ có đáp án là gì? Check tá xuất quân im nì đà. Đấy nhờ nào. Bây giờ chúng ta xem đáp án nào. Đã có check ki tá xuất quân im nì đà. Đấy nhờ. Sạp phi xe chá rù im nì đà. Có phi gà gió xuất chán im nì đà. Bây giờ thì chúng ta sẽ ôn tiếp cái phần ngữ pháp đáng ngữ pháp cô ý ta. Đấy nhờ nào. Và cô ý ta. Vậy các bạn thân mến, nếu như cô gắn động từ với cô ý ta thì chúng ta sẽ dịch ngữ pháp này là đang. Cô ý ta có khi mà chúng ta chia về hai dạng đuôi câu là cô ta cho dạng khẳng định, cô ta cho dạng câu hỏi, đúng nhờ? Cô sao, cô sao, đúng nhờ? Nhưng lưu ý có một điều đặc biệt ở đây là cô ý ta có dạng đuôi câu kính ngữ của nó. Kính ngữ của ita là kiesita. Và khi mà chúng ta thay thế kiesita hoàn toàn bằng ita, chúng ta sẽ có ngữ pháp là động từ của một cô kiesita. Đúng nhờ? Khi chúng ta chia đuôi cơ bản và đuôi câu rút gọn thì chúng ta sẽ được là động từ cộng với cô kiesita, cô kiesita và cô kieseo, cô kieseo. Vậy là các bạn lưu ý là đối với ngữ pháp cô ý ta thì rất dễ nhớ, nhưng mà hầu hết là một số bạn thì sẽ thường thường quên mất cái thành phần kính ngữ của nó. Đấy nhờ. Đấy. Bây giờ cô có hai ví dụ như sau. Đầu tiên cô có ví dụ là 동생이 책을 읽고 있습니다. Đấy nhờ. Em ý đang đọc sách. Nhờ. Đang đọc sách. Nhờ bạn. Em đang đọc sách. Và ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai, khi mà cô miêu tả về hành động của ba thì cô sẽ nói như nào? 할머니께서 식사하고 계십니다. Được nhờ? Ba thì gì nhỉ? Đang dùng bữa. Vậy các bạn ở đấy các bạn sẽ thấy là gì ạ? Cô đang sử dụng cái phần đuôi câu kính ngữ cô계십니다 ở đây. Vì ta đang miêu tả hành động của ai? Hành động của ba đúng không? Và chúng ta sẽ phải sử dụng kính ngữ. Ở đây cô có hai câu tiếng Hàn. Bạn có thể comment rất là nhanh tay cho cô ý nghĩa tiếng Việt, dịch sang tiếng Việt cho cô hai câu tiếng Hàn này nào. Là có nào. Nuna onni ga eumakeul deukko isseunida. Deukko isseoyo. Nha. Nếu như là chúng ta nam thì chúng ta sẽ phải sử dụng là nuna, còn chúng ta nữ thì chúng ta sẽ dùng là onni. Nha. Nuna onni ga eumakeul deukko isseunida.
Chị gái đang nghe nhạc, đúng rồi, chúng ta sẽ có câu đầu tiên, nó sẽ được là chị gái đang nghe nhạc. Đang có nào, tôi đang học tiếng Hàn ở Korealink. Cô bây giờ đang có hai câu tiếng Việt ở đây, các bạn có thể comment cho cô hai câu tiếng Hàn có nghĩa là gì không? À, 남자가 공원에서 사진을 찍고 있습니다. Đúng rồi, 찍고 있어요. Bạn lưu ý là đối với cái câu thứ hai này, các bạn lưu ý là chủ thể của hành động lúc này là ai ạ? Là ông. Thì bạn lưu ý cho cô là chúng ta sẽ phải sử dụng đuôi câu kính ngữ cô kia sita nhá. À, như sau nào. 할아버지께서는 방에서 주무시고 계십니다. 아니야. 계십니다. 아. Đấy, các bạn sẽ phải sử dụng kính ngữ cho cả chờ từ, cả động từ và cả đuôi câu. Có ai đúng cái câu thứ hai này không? 할아버지께서는 방에서 주무시고 계십니다. À, bây giờ chúng ta có động từ kính ngữ đấy là 주무시다, là kính ngữ của động từ 자다, đúng không? Vậy là bạn thân mến, chúng ta vừa ôn tập xong cái phần về số thuần Hàn, về lượng từ cũng như là cái đuôi câu cô ý ta, ngữ pháp cô ý ta thì thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào dạng 1. Dạng 1. 그림은 보고 안 맞을 단어나 문장을 고르십시오. Nhìn vào bức tranh và lựa chọn cái gì ạ? Lựa chọn cái gì các bạn? Lựa chọn từ vựng hoặc là cấu vấn. Đúng. Sao qua là táo. Đúng không? Sao qua là táo. Orange. Orange là cam. À, nhầm quả cam. Rồi, su bác. Su bác là gì? Su bác là dưa hấu, đúng không? Dưa hấu. Dưa hấu được chưa? Phố tố. Phố tố là gì? Phố tố là nhỏ, được chưa? Vậy, từng người bức hình này ta sẽ có loại cái gì đấy ạ? À? Đúng rồi ạ, à. Chúng ta sẽ có đáp án một là quả táo, đúng không? Đấy. Vậy một số bạn đang nhầm lẫn. Đấy. Một số bạn đang là comment đáp án là hai các bạn ạ. Vậy thì ở đấy là quả táo hay quả cam các bạn? Táo hay cam nhỉ? Một số bạn là comment là một hoặc hai. Vậy thì chúng ta sẽ thấy ở đây cái hình ảnh này đang có cái có thể nói là gây cái sự nhầm lẫn rồi các bạn, đúng không? Đấy. Các bạn đang có một cái sự nhầm lẫn, một số bạn đang có cái sự nhầm lẫn bởi cái hình ảnh này cho cái sự nhầm lẫn là táo hoặc là cam. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem cho có hình ảnh táo và cam khác nhau chỗ nào nhá. Rồi, táo và cam khác nhau chỗ nào nào? Đây chúng ta quan sát nào. Ở trên slide của cô thì cô đang sử dụng với hình ảnh có màu, đúng không? Thì chúng ta có thể nhận biết được với cái màu sắc này, chúng ta có thể hoàn toàn nhận biết được ở đâu là táo, ở đâu là cam, đúng nhỉ? Tuy nhiên các bạn lưu ý là khi chúng ta đi thi thì sẽ có những cái trường hợp là màu sẽ in đen trắng và hai cái hình ảnh này sẽ có dễ bị nhầm lẫn giữa hình quả táo và hình quả cam. Thì lưu ý với các bạn là trong sách Event Topic, trong sách 63 Event Topic thì với cái hình ảnh quả táo chúng ta lưu ý cho cô là có cái cuống dài ở đấy, được chưa? Còn đối với hình ảnh quả cam thì không có cuống dài. Thì các bạn sẽ dựa vào cái chi tiết nhỏ này để các bạn phân biệt những cái hình ảnh mà dễ nhầm lẫn ở đây. Nhờ, chúng ta tiếp tục nhé. Đây, chúng ta có câu thứ hai. 망치입니다. 아, 절사입니다. 송곳입니다. 장도리입니다. Trong bài về bức hình thứ hai này thì chúng ta sẽ có đáp án là mấy? Bây giờ cô sẽ đi lần lượt cả cái từ vựng này nhé. 망치입니다. 망치라 búa. 망치라 búa. 절사. 절사 là thẹp giấy các bạn ạ, giấy thẹp, giấy kim loại, được chưa? Súng bố sinh gì là súng cột là cái dùi, nhở? Và trắng tố đi cũng là búa, và trắng tố đi cũng là búa các bạn ạ. Vậy thì ở đấy, mang chi hay trắng tố đi bây giờ? Đáp án của chúng ta ở đấy là mang chi, đúng rồi, được chưa? Mang chi. Vậy thì trắng tố đi đây là búa gì nhỉ? Có bạn nào biết trắng tố đi này là khác nhau giữa trắng tô rí và máng chi là gì không? Máng chi là từ vựng để chỉ các cái loài búa. Tất cả các loài búa thì chúng ta có thể sử dụng là máng chi là chỉ chung. Đấy nhỉ? Tuy nhiên trắng tô rí là từ vựng để chỉ búa có thể sử dụng được hai đâu là đâu có thể đóng và đâu có thể nhổ đinh. Được chưa nào? À, đúng rồi, búa đóng đinh và búa nhổ đinh. Đúng rồi. Vậy là
Búa, búa mà có thể sử dụng được cả để đóng đinh và nhổ đinh thì chúng ta sẽ sử dụng từ vựng là sáng tô đi. Nhớ nhá, sau cái livestream này chắc chắn là phải nhớ cái từ vựng này cho cô này, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có hình ảnh thứ ba. Ứng với cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ có cái từ vựng gì? À xem nào. 전화, 전화를 걸어요. 전화를 바꿔요. 전화를 받아요. 전화를 끊어요. Và bây giờ chúng ta sẽ xem nào. 전화를 걸어요. Là gì các bạn? Gọi điện thoại đúng không? Gọi điện thoại. Vậy thì các bạn, khi mà chúng ta nhận điện thoại và sẽ rất là nhanh chóng để đi lại để cầm máy và bốc máy lên thật nhanh để nghe đúng không? Vậy thì cái hình ảnh bốc máy lên để nghe và tạo thành một luồng gió đấy, đấy chính là cái điểm để chúng ta nhận ra rằng đấy là đang nhận điện thoại, được chưa? À, tại sao lại thế nhỉ? Cái hình ảnh này dễ gây nhầm lẫn cho chúng ta là chúng ta đang gọi điện thoại đúng không? Vậy thì cái hình ảnh mà gọi điện thoại là như thế nào? Đúng không? Gọi điện thoại như thế nào? Này, gọi điện thoại là như thế nào thì chúng ta sẽ xem nào. Đối với hình ảnh gọi điện thoại là ứng với cái bức hình này các bạn. Bạn lưu ý nhá. Nha. Vậy các bạn thân mến, vừa rồi trải qua ba cái ví dụ thì ta sẽ thấy này. Đầu tiên là chúng ta có quả táo và quả cám này, đúng không? Thứ hai, ví dụ thứ hai là chúng ta có hai hình ảnh của hai cái búa này, đúng không? Và bây giờ chúng ta có cái hình ảnh để miêu tả cái hành động này. Thì bạn lưu ý là những cái ví dụ mà cô đưa ra ở đây là những cái ví dụ mà có thể nói là chúng ta dễ bị nhầm lẫn. Thì tuy nhiên là chúng ta sẽ có cái sự nhận diện ở trong sách FF Topic 63 ấy các bạn. Thế những cái hành ngoài cái việc mà các bạn sẽ phải nhớ từ vựng thì các bạn còn có những cái trường hợp mà các bạn sẽ phải nhớ hình ảnh nữa để chúng ta đi thi cho cái dạng 1 này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp cái dạng nhỏ thứ hai của dạng 1 lớn. Được nhờ? Chúng ta sẽ xem cái phần từ vựng liên quan đến cái phần mà ta ôn tập ngay từ đầu tiên của livestream, đúng không? Ngay từ đầu tiên của livestream. Vậy thì các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có chủ thể của cả bốn cái đáp án này là copy, cà phê, đúng không nào? Vậy là trong với cái dạng bài này thì các bạn lưu ý là chỉ cần chúng ta nhớ được cái bảng số thuần hàm, đúng không? Thì chúng ta sẽ giải quyết được cái bài này. Vậy chúng ta sẽ có ở đây là nắm gì ạ? Nắm tách cà phê, chúng ta sẽ có lượng từ thà sót nắm, đúng không? Vậy chúng ta sẽ có đáp án đoán 1. Rồi, tiếp theo. Vậy chúng ta sẽ tiếp cái phần mô tả cái số lượng của đồ vật này là gì? Chúng ta sẽ xem tiếp cái câu tiếp theo nhé. Đang có một cái sự gọi là khác với đáp án ở đây, đúng không? Đấy, đáp án 4, bạn viết quyết cho đáp án 3. Đấy, vậy là bài này đang có một cái nhiều luồng ý kiến khác nhau, đúng không? Các bạn tiếp tục comment đáp án cho cô xem nào. Trước tiên là chúng ta sẽ thấy đối với cái dạng này nó sẽ có những cái bài có cái dạng kiểu như thế này, được chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ phải xác định đối với dạng bài lượng từ này thì chúng ta sẽ sử dụng số thuần hàm hay số hàn hàm. Trước tiên là chúng ta sẽ phải sử dụng số thuần hàm, đúng không nào? Vậy thì hai đáp án có lượng từ là 3. Lượng từ là 3 là số hàn hàm rồi thì chúng ta sẽ ngay lập tức gạch bỏ cho cô hai đáp án là đáp án 1 và đáp án 2, đúng chưa? Chúng ta chỉ còn lại hai đáp án là đáp án 3 và đáp án 4 nào. Ngay đầu lại chúng cô đã nhắc là đối với nhạc cụ thì chúng ta sử dụng lượng từ gì cả bạn? Lượng từ gì ạ? Lượng từ gì cả bạn? Lượng từ té các bạn ạ. Được chưa? Đối với nhạc cụ chúng ta sẽ phải sử dụng lượng từ té. Và đáp án của câu này là đáp án 4. Được chưa nào? Đúng rồi, vậy là nhắc đi nhắc lại cho các bạn nhé. Nhạc cụ thì chúng ta sẽ sử dụng lượng từ té. Được chưa? Ngay sau livestream này các bạn chắc chắn là phải nhớ cho cô cái kiến thức này nhá. Đối với các loại nhạc cụ là phải sử dụng lượng từ té. Được chưa? Bây giờ chuyển sang một cái phần tiếp theo của dạng 1 lớn. Này, của dạng 1 lớn là cái phần miêu tả về hành động cho cái bức tranh. Sao té lại dùng cho động cơ mà cô? Đúng rồi, té sử dụng cho cả cái thiết bị máy móc này, các loại thiết bị điện tử có động cơ. Tuy nhiên có thêm một cái dạng nữa, đó là dạng nhạc cụ cũng sử dụng té các bạn nhá. Có một học sinh thì đáng gì đấy? Đáng học ở lớp, đúng không? Đáp án này không đúng rồi, đúng không? Sang đáp án 2 nào. Học sinh thì đáng nhận thức ăn ở nhà ăn. Đúng chưa? Vậy là ở đây có đúng không ạ? Đúng rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án đáp án 2. Đúng chưa nào?
Chúc mừng tất cả các bạn đã chọn đáp án 2. Sau khi mà chúng ta dịch được cấu hình này, chúng ta có thể hoàn toàn là dựa vào cái phân dịch của chúng ta có thể chọn được đáp án. Tuy nhiên các bạn lưu ý cho cô là nếu như trong phòng thí ấy, mà các bạn đang hơi bị run một tí này, đúng không? Hoặc là chúng ta đang có một cái sự mất bình tĩnh nào đó, thì khi mà chúng ta đang không thể dịch được toàn bộ câu thì các bạn lưu ý cho cô. Đối với bài này chúng ta sẽ dựa vào phân từ vựng, bạn chia nhỏ các cái phân từ vựng này ra cho cô xem thử nó có đúng trong trường hợp đó hay không. Dựa vào phân hình ảnh và chia nhỏ từ vựng ra để xem xét và loại trừ đáp án. Được chưa nào? Ví dụ như ở đây cô lấy ví dụ chẳng hạn như cô đang có đấy là từ vựng kiểu xin này, trong lớp này. Không đúng đâu, đúng không? Uống bóng trang sân vận động, ở trong sân vận động cũng không đúng, đúng không? Vậy là chúng ta đã có hai cái đáp án là xích tám. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng cái việc là 50-50 để loại bỏ đấy. Được chưa nào? Vậy rồi xong chúng ta có thể dựa vào cái động từ là phạt ta và mán thân ta, nhân hay là chế biến thức ăn. Đúng chưa? Cố lưu ý là đối với cái dạng này, khi mà chúng ta mất bình tĩnh hoặc là chúng ta đang không thể dịch được cả câu thì các bạn nhớ cho có một cái tip ở đây, một cái tip làm bài ở đây. Được chưa? Đó là chúng ta chia nhỏ từ vựng ra và xem xét cái bức hình này đối với cái phần từ vựng nhỏ này. Rồi chúng ta chọn đáp án. Được chưa? Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần câu tiếp theo. Đây chúng ta dịch nhá. Câu 1 nào. Người phụ nữ đáng lau sàn nhà bằng rẻ ướt. Đúng nhờ. Đáng con lê là rẻ và mũi con lê là rẻ ướt. Đúng không? Câu 2. Người phụ nữ thì đáng quét sàn nhà bằng chổi. Được chưa? Câu 3. Người phụ nữ đáng lau cái cầu thang bồ bằng cái là rẻ ướt. Và câu 4 nào. Người phụ nữ đáng quét cái cầu thang bồ bằng chổi. Vậy chúng ta ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án 1. Đúng rồi. Đáp án của chúng ta là đáp án 1. Vậy là chúng ta xem lại một tí nhá. Chúng ta sẽ nhắc lại toàn bộ cái phần ngày hôm nay cô đã đưa đến cho các bạn một tí nào. Giới thiệu cho các bạn một tí nhá. Đấy. Vậy là hôm nay chúng ta đã nhìn lại tổng quan toàn bộ các cái dạng 8 dạng của phần đọc hiểu này. Đúng không ạ? Chúng ta đã ôn lại một số kiến thức và đã đi vào cái dạng 1, dạng đầu tiên của chương trình luyện thi FE Topic, cũng là cái dạng đầu tiên của bộ đề thi FE Topic nha. Đấy, mong rằng là chúng ta đã có một cái số kinh nghiệm cũng như là một số kiến thức để cho chúng ta bước vào cái kỳ thi này. Được chưa nào? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem livestream. Chuỗi livestream này sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên fanpage tiếng Hàn của Korea Link. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thứ đó chú xin chào, cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. 안녕히 계세요.